Lê Hải xin trân trọng gửi lời chào đến các cô chú, các anh chị và các bạn có mặt trong ngày vui hôm nay. Lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng ạ. Ok, rồi, một cảm ơn anh Lê Hải quý vị. Để Vân Sơn lý giải hai điều Lê Hải có mặt hôm nay. Thứ nhất, Lê Hải có mặt hôm nay là Lê Hải có mặt cho cái tiệc cưới của một cái người cháu. Và tại vì Lê Hải là một người anh em chưa bằng anh em kết nghĩa đó với Tùng đúng không? Dạ, dạ đúng rồi. Thành ra tâm coi như là cháu của Lý Hải. Và thứ hai là Lý Hải có mặt ngày hôm nay để Lý Hải ra mắt cái phim Lần Mặt 4 tại Âu Châu. Lần đầu tiên một cái phim Việt Nam chúng ta mà được trình chiếu tại Âu Châu. Lý Hải cho em biết cái cảm xúc em ngày hôm nay. Lý Hải đã ước mơ và rất là cố gắng làm sao một ngày nào đó cái bộ phim thương hiệu Lật Mặt của mình được không phải là chiếu trong nước nữa mà được chiếu tất cả các nước xuất ngoại đó, dạ, xuất ngoại. Và Lý Hải đã cố gắng làm được điều đó trong suốt cố gắng 3 năm trời và năm thứ tư thì Lý Hải mới đem phim được trình chiếu ở Mỹ và Úc. Đó là một hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời của Lý Hải. Dạ. Báo cho mình biết một tin vui. Phim Lý Hải ngày hôm nay tại Việt Nam đã đạt trên 130 tỷ tiền Việt Nam. Có nghĩa là trên 6 triệu đô la tiền Việt Nam tại Mỹ. Một tràng pháo tay cho Lý Hải gì? Không dễ, không dễ, không dễ gì đó. Và thứ hai là Lý Hải đã mang cái phim mình trình chiếu tại Mỹ nha. Tại Mỹ và hôm nay là tại Australia. Lý Hải, em cho khán giả biết những cái lịch chiếu của phim mình ở tại Australia để khán giả người ta được biết, người ta xem Lần Mặt 4 mình như thế nào. Dạ. Lịch chiếu chắc em nhờ bạn Vinh xin phép nhờ bạn Vinh giới thiệu dùm ạ. Mời bạn làm diễn viên giới thiệu dùm. Dạ, chương trình chiếu phim Lật Mặt 4 cho anh Lý Hải sẽ được vào ngày mai 7 giờ tại Crown Casino. Và thứ ba thì chúng ta có ở Sài Gòn Live. Thứ năm thì chúng ta có ở Sunshine. Và thứ sáu là ở Sydney. Và thứ bảy là ở Sydney. Xin quý vị nhấn chút thời gian để tham gia những chương trình và sẽ có rất nhiều là đông đủ những anh em nghệ sĩ tham gia cùng phim của anh Lý Hải. Xin cảm ơn. Cảm ơn mình rất là nhiều. Rồi bây giờ để trước khi Vân Sơn xuất hiện, Lý Hải đáp lại các chương trình quý khán giả sẽ đến với lại chương trình của mình bằng cách Lý Hải hát những bài hát thật hay. Thứ nhất là để tặng cô dâu chú rể, thứ hai là để tặng tất cả khán giả có mặt hôm nay đến với chương trình hôm nay cô dâu chú rể được không? Ok. Tặng cho mình các bạn nha. Dạ, dạ đầu tiên cảm ơn Vân Sơn ạ. Một cảm ơn nữa cho Lý Hải gì đó. Xin chào ạ. Cho Lý Hải xin trao đổi là 4 năm rồi Lý Hải ngưng hát rồi. Từ khi mình chuyển qua làm phim thì 4 năm rồi không có hát. Mong có gì xảy ra thì các chị và các bạn thông cảm ạ. Dạ. Lý Hải kiếm bài quen của em. Chưa băng nhạc đâu, thôi Lê Hải kiếm mấy bài quen quen hát ra. Dạ.
Càng nhiều đất ta
Thank you.
in sarongs, in all these drapings and fashion. Kính thưa quý vị, kế đến trên sân khấu sẽ là một tiết mục vô cùng đặc biệt. Đó là một điệu vũ. À đây, đây, đây. Anh Bảo Liêm. Đây nè, quý vị thấy ở trên sân khấu nè, lớn xà rong. Đó, ở dưới sân khấu coi như là khăn các loại, các màu. Và đây sẽ là một tuần trình diễn rất là đặc biệt. Quý vị nào có camera, có phone, có máy chụp hình, hãy mang ra để chúng ta ghi lại những khoảnh khắc này quý vị nha. Anh Bảo Liêm muốn giới thiệu tiết mục của mình không ạ? Kính thưa quý vị, một tràng vỗ tay thật lớn dành tặng cho Bảo Liêm và đội múa. Mấy anh đàn ông qua đây nè. Biết là ai không? Mấy anh đàn ông qua đây. Sở hữu nó có người múa này á, là có người một người gia vị đó, cho cặp cặp vậy. Quê hương của Hồng Chi Thảo là đâu? Trà Vinh đúng không? Trà Vinh có người nông thôn đúng không? Yeah. Nông thôn Trà Vinh. Chưa chưa, bây giờ tại sao người ta biết là quê hương mình ở đâu? Để mình hát bài hát, người ta đó là quê hương của ta. Hỏi miên được không? Hỏi miên được không? Chào giúp cả ba. Và sau khi được xem màn, trời nắng, tươi nắng, quân quý, để nói tiếng là Campuchia. Bây giờ quý vị muốn biết là gia đình của chúng ta quê ở đâu, thưởng thức bài hát cho biết quê của ta là. Chúng mày nghe quê hương của mình nha. Thank you.
bóng tê. Bóng lấy bóng tê. Cái bánh mà không chắc, ta không có dám lấy. Cái xe mà có bánh, anh lái cho em coi. Chúng ta sẽ có tiếp tục những cái bài nhảy rất vui vẻ. Ok, ban nhạc. Chưa.